Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một đôi song ca, và họ đã có một bề dày, họ cống hiến cho nghệ thuật và họ đóng góp rất nhiều cho những ca khúc trong Làn Sóng Xanh. Và chúng tôi chắc quý vị cũng đã biết rằng chị đã nhiều lần lọt vào top Làn Sóng Xanh với những ca khúc rất hay như Cơn Mưa Lao Sao. Và chị đến với chương trình của chúng ta cùng với người yêu cũ của mình, nay đã là chồng. Đó là, xin giới thiệu, ca sĩ Cẩm Vân và Khắc Triệu. Trên vai giọt ngắn giọt dài rồi làm